Thân chào quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã không rời khỏi làn sóng. Và quý vị nhớ rằng những cơ sở thương mại này, họ quảng cáo cho đài, họ bỏ tiền cho đài, thì nếu họ cũng tốt giống như những chỗ khác thì mình nên ủng hộ cho họ để có tiền, để giúp đỡ thêm cho đài, mình có giờ nhiều hơn, chương trình hay hơn. Mà nhớ thành khi tới mua, ô, tôi nghe cái chị trên chương trình ABC, ô, tôi nghe quý vị trên chương trình Bác Sĩ Hữu, họ thích lắm. Ô vậy hả? Vậy ok, tôi sẽ quảng cáo trong chương trình Bác Sĩ Hữu hay là của đài thêm nữa. Ok, rồi, bây giờ sống đời vui khỏe, đã có vui rồi thì mới có khỏe, bây giờ muốn làm sao cho khỏe. Có nhiều bài đó, tôi nói đi, nói lại rất nhiều lần là vì sao vậy? Là vì cuộc đời này quý vị nhớ rằng họ có nghe đó, họ biết đó nhưng mà thi hành hay không là vấn đề khác. Vì thế nhiều cái là bác sĩ nói tôi biết hết rồi, nhưng mà tôi biết hết rồi mà tôi có làm không? Ai cũng biết uống rượu nhiều là tai hại, bị DUI, mất bằng lái xe, tại sao vẫn uống? Ai cũng biết hút thuốc lá có hại, tại sao vẫn hút? Thấy không? Đó. Thì bây giờ tôi phải nói là cái bài này là vì thế này. Tuần vừa rồi, con bà cụ 92 tuổi, thì buổi đó bà đang ăn cơm sáng. Tự nhiên bà yếu, bà gục rồi, rồi nước miếng rượu ra. Cái đứa con kêu, sao nhỉ? Thấy bà, mà một bên tay phải không cử động được. Người con, wow, chết rồi, nguy hiểm quá. Chắc là bị gì nguy hiểm. Để con lái xe đưa mẹ vô y bệnh xe luôn. Tức tốc. Bà cụ rất bự. Hai vợ chồng dìu bà cụ ra xe. Bà cụ đi đâu được nữa. Bên phải bị liệt mà. Lái hết ga vô bệnh viện. Ok vô y à. Kêu, bà cụ tôi mệt quá. Y công mới ra lấy xe từ từ đẩy vô hỏi thăm bệnh sử rồi mới xong điền giấy điền tờ xong mới một mất thời gian lắm nha. Xong rồi mới đưa vào phòng, bà cụ bị stroke. Quý vị thấy, tôi đã nói rất nhiều lần. Trong trường hợp nghi ngờ bị bằng xe stroke hay là bị hát tắc, đừng bao giờ tự lái xe hay là người nhà lái xe đi. Vì sao? Lái xe đã mất thì giờ mà trên đường nguy đi đó, bằng xe mình có thể bất cẩn nguy hiểm thêm tai nạn nữa. Trong khi đó, 911 ở Mỹ tới rất là lẹ. Tại vì sao? Gần nhà mình á, là có những cái fire department, sở cứu hỏa tới trước. Nó có thể cho thuốc, nó có thể giúp cái bệnh nhân liền CPR hay là nhiều khi nó kêu cho bệnh viện để biết bệnh sẽ sắp tới. Là người ta đã để phòng, để IV sẵn sàng. Còn lúc đó nếu ambulance tới thì đương nhiên là có chích IV liền. Mà nó kêu bác sĩ nó, ô cái thằng bà này nghi này bị stroke. À, mà bị EKB hay là bị há tắc, nó có thể cho thuốc ngay lúc đó. Và trên đường đi tới bệnh viện, họ làm EKG để biết bị cái gì. Vì thế không? Và cho nước biển truyền liền. Thì mà vô bệnh viện, quài hú tới là nó vô ngay, không cần hỏi giấy tờ nữa. Vô phòng cấp cứu liền. Mình đã nói rồi, nhiều lần, những cái emergency kêu nào quan quan. Thì bây giờ tôi nói là bệnh đột quỵ, bệnh này một năm xảy ra khoảng chừng gần 1 triệu case và chết trên 300.000 người. Cái tiền mà tốn này là mấy chục tỷ đô la, gần trăm tỷ đô la, là vì không những trị bệnh lúc đó và những cái dư chứng về sau. Bệnh rất nhiều như vậy nhưng mà vẫn bị mỗi năm, mặc dù khoa học tiến bộ, y khoa tiến bộ, giáo dục y tế tiến bộ nhưng mà người ta vẫn không. Nghe thì nghe nhưng mà họ đâu có làm. Ok, thành cái này có thể, những cái này ngăn ngừa được nha. Stroke là có thể ngăn ngừa được. Rồi, làm sao ngăn ngừa tôi sẽ nói. Thì làm sao biết là triệu chứng để nguy hiểm? Đầu tiên hết là người đó bị yếu hay liệt một bên. Ok, đứng ngồi ăn, té cái đùi, chén xuống, bể chén, té xuống cái đùi. Cái đó quá dễ. Mặt mày thất thần, lơ láo. Đang nói vậy không biết gì hết, quên, không nói được, đừng dừng nói, hay là nói lỡ, miệng có thể mé một bên, nước miếng chảy xuống một bên. Ok, trước đó nếu mà bệnh nhân tỉnh táo, nhức đầu như búa bổ, hoặc là choáng váng,
hoặc là người rất là mệt, ok, tim đập nhanh, người những triệu chứng đó, quý vị nhớ là có chữ fast, ok, face, méo miệng, nước nướng, đớ lưỡi, ok, a, face là the chữ fast là face là trước, thứ hai là a, arm, tay bị liệt, chân bị liệt, ok, từ tới là s, s là không cười được, slur nói rrr, speed chậm, rrr, ok, và t là time, time là quan trọng nhất vì biết sớm chạy vô bệnh viện sớm có thể cứu chữa lẹ hơn. Vì nó có hai loại đột quỵ. Một cái là ischemia, do máu chạy tới não bị chặn lại vì cục máu đông. Cục máu đông có hai cách, hoặc là vì cái mạch máu trong não nó dày lên quá, do mỡ đậm lại nhiều quá thì cái cục nó vỡ ra, nó nghẹt mạch máu, máu chạy đến não không được. Hoặc là một cục máu đông ở nơi khác chạy tới, thì cái này chiếm tới 80% của stroke. 20% là do xuất huyết, là vì trên não mạch máu bị vỡ. Bị vỡ vì sao? Vì tăng xông cao quá, vì cái hồi trước mạch máu đã nó bị phình rồi, aneurysm rồi, bây giờ máu cả nó vỡ. Hoặc là bị cái trauma, trauma ở dưới này nó gãy, thì những cái cục máu gãy ở dưới phần hạ chi chạy lên, hay là những ung thư nó có những debris ra chạy lên đó, thì cái đó là làm cái đột quỵ. Còn những cái bệnh mà sẽ xuất huyết á, thì như tôi nói là chẳng hạn máu cao, cái thành mạch máu bị vỡ, hoặc là mình uống thuốc mà bị những bệnh bị tim đó, uống là chống cái loãng máu đó, mà loãng quá nó dễ làm máu bị vỡ mạch máu. Ok, rồi triệu chứng biết rồi và cái nguyên nhân biết rồi, thì cái này nhớ là cái này là 911. Đừng bao giờ chở ba, chở má, ông nội, ông ngoại bằng xe vô bệnh viện. Phải 911, ambulance. Vì cái nếu mà bị ischemia stroke á, thì trong vòng 3 tiếng đồng hồ nó có những cái TPA, những chất tissue plasma enzyme, nó là block, nó làm vỡ cái mạch máu đó, thông được. Ok, rồi. Bây giờ đó mình biết cái triệu chứng rồi gì, thì bây giờ cái nguyên nhân tại sao mình cũng biết rồi, xuất huyết và hoặc là ischemia. Nhưng mà nói rộng ra những cái kiểu bệnh nào có thể đưa tới cái này nhiều, thì chẳng hạn như bệnh tiểu đường này, tiểu đường nó làm cho cái mạch máu thành hư và mỡ cao, ok, và tiểu đường cũng có máu cao nữa. Tăng hypertension, máu cao như này, tôi nói mỡ cao, hypercholesterol đông cũng đưa tới dễ cái bệnh này. Family the history thì người trong nhà dễ bị, hay là những người dùng những bị bệnh tim, dùng những thuốc anticoagulant cũng dễ bị, ok, và những người uống rượu nhiều cũng dễ bị, hút thuốc lá nhiều cũng dễ bị, hay là bị chích chót ha, những cái thứ mà cocaine vân vân, nó cũng dễ làm cho mạch máu bị co thắt hay là vỡ. Thì cái đó là rất nhiều nguyên nhân rồi. Thì bây giờ muốn mà khi mà mình biết đó, vô bệnh viện họ làm cái gì, thì họ thử máu, qua thử mình có cái bệnh gì không, mọi thứ ha. Quan trọng nhất là CAT scan, thì làm CAT scan lên đầu, qua thử máu chảy ra hay là cái máu bị nghẹt. Khi mà máu chảy ra mà nhiều quá thì nó làm loang ra thành hematoma, cục máu đông, nó đè vào những cái não, đè não nó hư. Trên 4 phút mà máu không tới là hư, hoặc là ischemia vùng đó trên 4 phút não hư. Rồi chữa trị thì nhiều thứ lắm, ok. Thì nếu mà bị mà ischemia đó, bị cục máu đông, thì họ cho thuốc vào để thông cái đó, ok. Nhiều khi họ có thể cho những cái ống thông vào stent để lấy cái đó ra. Nếu xuất huyết thì điều quan trọng nhất là làm áp suất máu giảm xuống, và nếu cần họ phải mổ ra để lấy cục máu ra, và những cách chữa trị. Bây giờ quan trọng nhất là cách ngăn ngừa, là vì mình thấy cái này mà bị đó là có thể sau đó làm kinh này, nằm disability, liệt giường cả năm, cả tháng và cả đời luôn. Thì cái này là một nguyên nhân quan trọng nhất đưa tới disability, và cái tiền để mà trong nursing home mà trị này là tốn rất nhiều, do đó hàng tỷ đô la về cái bệnh này. Có thể bệnh về sau đó mặc dù bớt lại, nhưng bị tâm thần, bị depression, bị anxiety, mau quên, lú lẫn, nói không rõ tiếng, ok, thì rất nhiều biến chứng. Bây giờ ngăn ngừa thì mình phải khám bệnh định kỳ này, giảm đái đường này, giảm máu cao này,
uống thuốc anh đang cẩn thận này, không dùng chích choác này, không hút thuốc này, bớt rượu này, và thể thao thể dục. Nếu mình khỏe, bớt mập, mập là một trong những nhân đưa tới dễ, không những mà về stroke, heart attack, máu cao, đường bớt mập, giảm ký là giảm rất mọi chuyện. Exercise đâu cần phải vô gym, một ngày đi bộ tối thiểu 30 phút. Ok, rồi. Thứ hai nữa, nếu tâm thần mình mạnh mẽ, mỗi ngày mình pray, mình thiền, mình hướng về ơn trên, thì khi mà tâm trí mình tốt, tâm trí mình vui khỏe thì mình sẽ chống lại tất cả mọi bệnh. Tới đây hết giờ rồi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình gửi tới. Thân chúc quý vị một tuần thật vui, khỏe bên cạnh người thân.